Bản tin Kinh doanh và Pháp luật Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đại tiếng nói Việt Nam và Công ty Alomedia phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành. Chúng tôi lựa chọn giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. một Giảm một số khoản phí lệ phí trong lĩnh vực thú y. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 68 năm 2021 quy định mức thu một số khoản phí lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức thu một số khoản phí lệ phí trong lĩnh vực thú y được quy định cụ thể như sau: Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất gồm kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu từ ngày 6 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, 20.000 đồng một lần từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, 40.000 đồng một lần. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y từ ngày 6 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, 25.000 đồng một lần. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, 50.000 đồng một lần. Phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm từ ngày 6 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, 17.500 đồng với mỗi xe ô tô, xe chuyên dụng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, 35.000 đồng với mỗi xe ô tô, xe chuyên dụng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 6 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 2. Thêm trường hợp đường miễn phí sử dụng đường bộ. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, theo thông tư 70 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ sẽ có thêm trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ với người nộp phí cho các phương tiện. Cụ thể, quy định mới đã bổ sung một số loại xe được miễn phí sử dụng đường bộ là xe ô tô đặc trùng, gồm xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các xe ô tô đặc trùng khác. Đồng thời, các đối tượng chịu phí là phương tiện giao thông cơ giới đã đăng ký kiểm định để lưu hành, có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, có giấy chứng nhận kiểm định gồm xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự. Cũng theo thông tư, các loại xe không phải chịu phí sử dụng đường bộ vẫn được giữ nguyên như bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiếu tai, xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên, xe ô tô đăng ký đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. 3. Lộ trình áp dụng quy chuẩn mới về mũ bảo hiểm. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư 04 năm 2021 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người điều mô tô xe máy. Theo đó, lộ trình áp dụng quy chuẩn mới về mũ bảo hiểm như sau. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy nhập khẩu và sản xuất trong nước đáp ứng các quy định tại QCVN 2-2021 trước khi lưu thông trên thị trường khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy áp dụng các quy định tại QCVN2-2021 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháluật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn nâng tầm từng khát vọng chấp cánh những ước mơ tổng công ty khí việt nam pvgas mang nguồn nhiên liệu sạch hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia đảm bảo an ninh lương thực an ninh năng lượng cho nước nhà góp phần đưa việt nam vươn ra thế giới hướng tới tương lai tổng công ty khí việt nam pvgas năng lượng khơi nguồn đổi mới